Mời Quyên. Em ẩm dây luôn được không? Được, được. Bà rung quá nè. Trời đất ơi. Dù là ăn mà phải rung chứ. Thì bệnh nhân cuối cùng anh chưa hay còn bệnh nhân? Không, tí nó sẽ có người nữa. Tại vì thường khách thứ hai mà 5 giờ mới đâu bắt đầu chạy về. Tầm 5 giờ thì em sẽ em mọi người đi chợ. Xong rồi okay. Tối nay em sẽ chở tài nấu cơm nha mọi người. Ok. Hôm nó về đi. Để nói chủ cho. Được không? Được. Chắc chắn đúng không? Tại vì nó không có cản em thì chắc nó cũng quen em rồi. Nó không sao đâu. Em sẽ ẩm về á. Nhắm chăm được không? Thì Trang uống bình thường thôi đúng không? Em ăn gì nào đó? Đi làm rồi sao? Mang sáng mai nằm về. Chiều mai nằm nó về lại. Hợp lý. Về con. Đi. Em qua đây chị để bắt coi em về rồi đó. Không đi. Anh cái này là nó đang làm duyên với em hay là cái lưỡi này đang làm duyên hay là kiểu nó sợ, nó đang sợ quá, nó đang lè ra đó. Chả chả không thèm ở đâu. Muốn thử làm việc, cũng muốn thử không? Em có thể làm bất cứ cái gì ở đây cũng được, anh sẽ chỉ em làm. Đấy. Em có thể thấy cái móng chân của nó là nó sẽ có một đoạn màu trắng như này nè. Cái việc em chỉ cắt là em cắt cái một đoạn màu trắng nó đi thôi. Là cái phần kia là phần thịt của nó. Đúng rồi. Ngồi im. Nè. Ngồi im không? Ngồi im không? Lên. Hai ba. Đó rồi, được. Có tôi chắc rồi đó. Đơn giản mà. Bên mình còn tuyển người á. Còn tuyển người đó. Trâm là một cô gái mà cũng có thể là yêu thích thú cưng giống như mình. Cơ thể phù hợp với công việc phòng khám. Với lại Trâm cũng là bạn bên thẩm mỹ, làm cho người sẽ khó rất là nhiều cho với thú, cho nên là bàn tay khéo léo như vậy thì mình nghĩ là Trâm sẽ học việc nhanh. Chắc là em về đợi mọi người đi chợ. Bây giờ là 3 giờ em về tới đó không phải là 4 giờ, đi chợ là vừa. Đi nấu sớm để tối mọi người đi chơi cho nó sớm xíu. Ok ok. Như 7 giờ đi đúng không? Là anh về tới đó là ăn xong rồi đi là vừa. Hợp lý. Có người nấu ăn sẵn. Xịn. Xịn. Ok ok, xịn xịn. Rồi. Okay. Bo, chào cô đi con. Bye bye cô Trâm. Ok vậy em về trước ha. Bye bye. 6 giờ gặp nha. Ok bye bye. Bye. Để em mở cửa chứ nha. Nên vậy. Nên vậy. Cái này không phải là mình chung quy gì nhưng mà mình nghĩ là đối với những người mà yêu động vật và thích kiểu như thích chăm sóc động vật ấy thì người ta cũng sẽ có những cái sự quan tâm, những sự chăm sóc nó đặc biệt cho đối phương, mình nghĩ vậy. Thì một người mình nghĩ là khá là ấm áp, khá là biết quan tâm, cũng ga lăng. Hôm nay thì mình có nhận được một cái thử thách của chương trình và mình nghĩ là mình sẽ có khả năng để thực hiện cái thử thách đó vào chiều ngày hôm nay luôn. Nhưng mà mọi thứ nó không có như mình nghĩ mọi người. Nếu mà tại vì hồi nãy giờ cuộc nói chuyện giữa mình và anh Long chắc cũng mới có được 10-15 phút thôi, là cũng không có không gian hay là cũng không có điều kiện để mình có thể thực hiện được cái thử thách, nên mình đang rất là lo. Chắc là tối nay mình phải có hình phạt cho mình. Vậy là phương 4. Ở ngày đầu tiên, các chàng trai đã có những thử thách bí mật dành cho các cô gái. Đây được coi như là chất xúc tác để giúp các thành viên dễ dàng gắn kết và hiểu nhau nhanh hơn. Sang ngày tiếp theo sẽ là những thử thách bí mật mới. Thế nhưng người thực hiện lần này chính là các cô gái trong ngôi nhà chung. Thử thách của họ sẽ là gì và họ sẽ chọn ai là người tin tưởng để thực hiện thử thách đó. Thử thách dành cho bạn như sau. Đút đồ ăn cho một người trước sự chứng kiến của mọi người nhưng không cho người khác biết. Thử thách này cũng hơi thiếu tự nhiên một chút xíu nhưng mà mình sẽ cố gắng làm cho nó tự nhiên nhất có thể. Mình thật sự chưa biết là mình sẽ chọn ai để làm cái thử thách này, phụ thuộc vào cái vị trí ngồi của mình lúc mà ăn tối. Thử thách dành cho bạn như sau. Selfie tạo dáng trái tim cùng với một bạn nam bất kỳ. Thử thách phải hoàn thành trước bữa ăn tối. Wow, nếu mà chụp để tạo hình trái tim thì chắc là phải chọn một người bạn rất là cân đối với mình và phải tương tác và nói chuyện nhiều thì mới có thể tự nhiên nhất. Thử thách ngày hôm nay dành cho bạn như sau. Nhảy một điệu nhảy bất kỳ cho một bạn xem. Phải hoàn thành thử thách trước bữa ăn tối. Hồi trước giờ mình nhảy cho tất cả mọi người xem được. Mình có thể nhảy cho khán giả xem được. Nhưng nhảy cho một người đàn ông không xác định được tương lai là gì đối với mình là rất khó. Và mình không thể nào mà có một cái thần thái tự tin như trên sân khấu được, chắc chắn không rồi. Nắm tay trong 10 giây với một bạn, không cho người đó biết. Thử thách nó hơi khó nha mọi người ơi. Wow. Nhưng mà em nghĩ là em sẽ cố gắng để hoàn thành cái thử thách này trong ngày hôm nay. Thứ hai là ngày đầu tuần và ai nấy trong nhà chung cũng tất bật cho công việc của mình và Bích Nhu cũng vậy. Hôm nay cô nàng có một buổi chụp hình ngoại cảnh cho cửa hàng thời trang. Trong lúc miệt mài tạo dáng, Bích Nhu không hề hay sự xuất hiện bất ngờ của một chàng trai từ phía xa. Cười cho bạn đi. Trong cả ngày hôm nay thì khoảnh khắc mà mình nhớ nhất là khoảnh khắc mà mình đón Nhu đi làm về. Mình thấy được cách Nhu làm việc với ống kính, công việc yêu thích của Nhu và khung cảnh ở đó cũng rất là đẹp. Mình cảm giác là nhẹ nhàng và vui. Em chịu cũng sắp xong rồi á. À đây chụp cho shop. Đây là cảnh cuối cùng đúng rồi. Chụp cho shop là shop đâu? Dạ. Sao shop mà chỉ có thợ chụp hình thôi hả? Ý là shop đó sẽ đưa quần áo cho em để em tự hết tất cả luôn. Chụp sao anh lại đến đây? Bộ cuối hả? Bộ cuối. Anh đi chơi. Đi xong, chơi. Xong thì anh thấy em ở đây. Vậy à? Ừ. Thiệt không? Yeah. Anh đi môn này. Vô đó với ai? Chẳng lẽ đi một mình? Đi một mình. Không tin. Tại cũng gần nhà chung ý. Sẵn trở về luôn nè. Ok. Đi. Okay. Em chụp mấy tiếng? Em chụp từ 2 giờ rưỡi. Chụp 2 giờ rưỡi, 4 giờ. Ủa? Cũng nhanh nhỉ? Anh đi làm mà. Đâu, hôm nay ngày thứ hai anh off cả ngày. Anh chỉ đi tập thôi. À, đúng rồi. Anh nói là anh đi tập mà em quên mất. Tập xong rồi. Chó dễ thương á. À, em lấy đồ á. Ừ. Anh đừng đây chờ em nhé. Ừ. Về thôi. Anh cầm hộ cho nè. Ok. Cầm túi đen luôn nhau. Rồi. Lúc nãy em có chụp với túi đen rất là nhiều đó. Chụp túi đen quảng cáo cho anh à. Điều bất ngờ không chỉ đến với mỗi Bích Nhu mà còn có cả Thiện Long khi chiếc xe hồng Love House đưa đến một vị khách khiến trái tim chàng trai rộn ràng. Hello anh. Hello. Cảm xúc của mình khi mà có một bạn nữ tới thăm mình lúc mà mình đang làm ở phòng khám rất là bất ngờ, cũng khá là vui. Mà là cô gái đó lại là chồng nữa nên là khá là bất ngờ. Kiểu lúc đó cũng cũng hồi hộp. Ủa, ở Love House thì có ai đó không? Không. Không à? Ừ. Ủa đi hết rồi hả? À đi hết là giờ em đi ra đây. Em đụng nó được không? Được. Nó căng em không? Nhìn khô rồi, không sao đâu. Ủa rồi, đi qua đây vậy thôi? Ờ, em đi qua xem bệnh nhân của anh. Bệnh nhân của anh nhiều lắm, thứ hai hoặc cuối tuần thì nhiều lắm. Anh biết em qua đây không? Đâu có ai nói đâu. Biết cũng mừng chứ, không ai nói gì hết. Bình thường anh Long mấy giờ là sẽ xong công việc? Công việc ở đây thì thường là sẽ 6 giờ nhưng mà nếu xong sớm mình có thể về trước. Đại biểu. Quen không? Không phải quen. Em ẩm dây luôn được không? Được. Bà rung quá nè. Trời đất ơi. Chủ là mà phải rung chứ. Thì bệnh nhân cuối cùng của anh chưa hay còn bệnh nhân? Không, tí nó sẽ có người nữa. Tại vì thường khách thứ hai mà 5 giờ mới đâu bắt đầu chạy về. Tầm 5 giờ thì em sẽ em mọi người đi chợ. Xong rồi okay. Tới đây em sẽ chở tài nấu cơm nhưng mà. Ok. Ôm nó về đi. Để nói chủ cho. Được không? Được. Chắc chắn đúng không? Tại vì nó không có cản em vậy chắc nó cũng quen em rồi, nó không sao đâu. Em sẽ ẩm về á. Nhắm chăm được không? Thì Trang uống bình thường thôi đúng không? Em ăn gì nào sáng đi làm rồi sao? Mà sáng mai anh ẩm về. Chiều mai anh ẩm nó về lại. Hợp lý. Về con, đi. Em qua đi chị để bắt coi em về rồi đó. Không đi. Anh cái này là nó đang làm duyên với em hay là cái lưỡi này đang làm duyên hay là kiểu... Nó sợ, nó đang sợ quá, nó đang lè ra á. Chả. Dạ, không thèm ở đâu. Muốn thử làm việc, cũng muốn thử không? Em có thể làm bất cứ cái gì ở đây cũng được, anh sẽ chỉ em làm. Đấy. Em có thể thấy cái móng chân của nó là nó sẽ có một đoạn màu trắng như này nè. Cái việc em chỉ cắt là em cắt cái đoạn màu trắng nó đi thôi. Là cái phần kia là phần thịt của nó. Đúng rồi. Ngồi im. Nè. Ngồi im con, giúp cắt lên. Hài quá. Đó rồi, được. Có tôi chắc rồi đó. Đơn giản mà. Bên mình còn tuyển người à? Còn tuyển người đó. Trâm mới là một cô gái mà cũng có thể là yêu thích thú cưng giống như mình, có thể phù hợp với công việc phòng khám, với lại Trâm cũng là làm bên thẩm mỹ, làm cho người sẽ khó rất là nhiều cho với thú, cho nên là bàn tay khéo léo như vậy thì mình nghĩ là Trâm sẽ học việc nhanh. Em chắc là em về đợi mọi người đi chợ. Bây giờ là 3 giờ em về, cho đó không phải là làm 4 giờ, đi chợ là vừa. Đi nấu sớm để tối mọi người đi chơi cho nó sớm xíu. Ok. Như 7 giờ đi đúng không? Là anh về tới đó là ăn xong rồi đi là vừa. Hợp lý. Có người nấu ăn sẵn. Xịn. Ok, xịn. Rồi. Bo, chào cô đi con. Bye bye cô Trâm. Ok vậy em về trước ha. Bye bye. Ừ, sau giờ gặp nha. Ok bye bye. Để em mở cửa chứ nha. Nên vậy. Nên vậy. Cái này không phải là mình chung quy gì, nhưng mà mình nghĩ là đối với những người mà yêu động vật và thích kiểu như thích chăm sóc động vật ấy, thì người ta cũng sẽ có những cái sự quan tâm, những sự chăm sóc nó đặc biệt cho đối phương, mình nghĩ vậy. Thì một người mình nghĩ là khá là ấm áp, khá là biết quan tâm, cũng ga lăng. Hôm nay thì mình có nhận được một cái thử thách của chương trình và mình nghĩ là mình sẽ có khả năng để thực hiện cái thử thách đó vào chiều ngày hôm nay luôn. Nhưng mà mọi thứ nó không có như mình nghĩ mọi người. Nếu mà tại vì hồi nãy giờ cuộc nói chuyện giữa mình và anh Long chắc cũng mới có được 10-15 phút thôi, là cũng không có không gian hay là cũng không có điều kiện để mình có thể thực hiện được cái thử thách, nên mình đang rất là lo. Chắc là tối nay mình phải có hình phạt cho mình. Vậy là Phương Trâm đành trở về trong sự tiếc nuối, và cũng vừa lúc Quân Đạt kết thúc buổi làm về lại với nhà chung. Thế là cả hai quyết định sẽ cùng nhau đi chợ chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Ok anh. Đây. Em tính làm canh bí đỏ, làm sườn ram, súp lơ, xào thịt bò. Sau khi mà nói chuyện với lại đi chợ với Trâm thì thứ nhất là phát hiện ra Trâm là người biết nấu ăn. Trâm rất là giỏi trong việc là nhớ cái món đồ mà mình mua khi mà mình nấu, mặc dù nấu rất là nhiều món mà nhớ hết. Em có yêu cầu là Trâm em cũng list ra một cái danh sách cho mình dễ nhớ. Trâm nói Trâm nhớ hết. Em thấy cũng khá là ấn tượng với cái trí nhớ khi mà đi chợ. Em mở. Đây em mở cho. Được mở không? Cho. Ghê vậy. Lên luôn đi, em lên đi. Anh mệt không? Mới làm về xong lô đi chợ. Thì có gì đâu. Hơi mệt xíu. Tiếc mà. Nhiều đây em nấu ra nhiều món, em kể 3 món. Em thì có 3 món hả? Thế anh có thể phụ em, hoặc là nếu mà mệt quá thì có thể lên nghỉ. Thôi cái này chuyện nhỏ riêng. Để mình em nấu với ai phụ. Anh mệt lắm rồi. Em cũng đoán trước điều đó, anh cũng đoán vậy ạ. Đùa thôi chứ kỳ cục với em. Mệt không? Cũng không mệt lắm. Lúc mà làm việc thì em thấy năng động, không bị mệt từ quen rồi đúng không? Đúng rồi. Hôm nay nhìn em ác luôn. Không, vì vẫn hiền lắm ý. Mọi người kêu em kẻ mắt sao nhìn em ác chứ. Vì sắc hơn thôi chứ vẫn vậy hả? Khéo quá ha. Nói thiệt. Nếu mà sắc anh sẽ bảo là hôm sau em kẻ mắt nhạt đi xíu. Tại vì anh không thích con gái make up đậm quá, anh thích make up nhẹ nhàng là được rồi. Siêu siêu. Rồi, đơn giản thôi, son rồi mascara rồi phấn thôi, vậy thôi. Đơn giản. Anh rất thích đơn giản. Vẻ ngoài đơn giản. Mặc áo đen, áo trắng, áo xám là biết rồi. Nhiều khi đi ra ngoài đang suy nghĩ không biết mặc gì thì chỉ có chọn 3 màu đó, sọt vô một hết hạt đi. Đôi khi mà không biết mặc gì là anh lại ngay màu đen luôn á. Màu đen thì dễ mặc. Vui sao? Đã đập chân trùng cái này đúng không? Đúng rồi, sao? Nhưng mà không bị mạnh lắm, em đã lường trước được rồi. Cha bị xước rồi, bị xước cái này rồi. Anh chào em á, anh chào em. Không nói thành lời. Sao xước nổi? Wow. Đó. Ủa, sao đi về chung nhau vậy ta? Rồi ngon rồi. Hello. Đi đâu mà về chung nhau vậy mọi người? Xin chào. Xin chào. Ủa, mới đi siêu thị về hả? Đúng rồi. Mua đồ nấu đoạn tối. Anh định về đi về mọi người. Em mới về. Tối rồi. Cảm ơn nhé. Cảm ơn nhé nữa. Còn không biết đường đi xuống. Đi để xuống dọn đồ để anh cất đồ. Lên dạ, tắm rửa đi anh. Tối nay Phương Trâm xung phong trổ tài bếp núc của mình. Anh Jun chắc cũng biết nấu ăn nhiều đúng không anh? Ngày xưa hồi học bên Nga là toàn nấu ăn mà. Ôi dạ. Tại vì hồi đấy tiền cũng ít nên là mình phải tự nấu ăn ấy, chứ đâu phải như bây giờ là order về hay là đi ra ngoài ăn. Là anh đi du học. Anh đi du học được học bổng. Wow. Ghê, học giỏi vậy. Nhưng mà bây giờ làm thợ xăm. Anh vẫn nhớ cảm giác Nhu đến tiệm xăm anh với cái vẻ sợ sệt. Tại vì em sợ đau lắm. Cứ thấy người ta cầm cái cây nhọn là thấy sợ rồi. Không đau đâu. Đâu. Vụ đi xăm á, nói cho đỡ sợ thôi. Không đau thiệt hả? Kìa, một người có không hình xăm chia sẻ. Không phải đâu, tùy cơ địa đó anh. Lúc nãy anh quên chụp hình Nhu với cái túi rồi. Có hình rồi. Không sao gửi anh nha. Gửi anh chắc là rất là lâu đó. Ừ thì lâu thì lâu, anh đâu cần luôn đâu. Anh có lấy hình em để đăng không đó? Đăng thì sao, đăng thì phải trả tiền hả? À không. Không cho đăng? Không phải. Sao? Nói sao nào? Phải sợ anh đăng hả? Không phải sợ. Vậy sao lại hỏi như vậy? Hai người nữ vi ẩn quá. Không biết tại sao em hỏi vậy nữa. Nói dối. Tại vì anh không hỏi em trước. Anh không hỏi em trước là em có đồng ý hay không? À, anh hỏi vậy thôi chứ anh không đăng đâu. Tại vì lâu rồi anh cũng không đăng mấy cái thứ anh làm lên ấy. Ừ, anh chỉ để ở tiệm anh tặng khách thôi. Ừ, chứ anh không đăng. Anh hỏi thử xem em có cho đăng không. Vậy thì anh hỏi đi. Anh đăng hình em lên được không? Được, nhưng mà phải có một cái điều kiện nào đó. Điều kiện gì? Điều kiện thì em chưa nghĩ ra, nhưng mà sẽ có. Khó khăn nhỉ, cũng được nhưng mà điều kiện dễ thôi nha. Sao anh lo thế? Em có làm khó anh bao giờ đâu. Biết đó chị không có trả lời được luôn á, thấy anh chưa? Có làm khó anh đâu. Điều kiện thôi biết chừng. Ừ, có làm khó thì nào đâu. Ừ. Không hề. Kêu bao chầu ăn hay gì đó, đúng không? Hay đi uống gì đó, đi chơi. Vậy anh Đạt thay em làm điều kiện luôn đi. Anh đang gợi ý cho anh Chun, tại mất công trong đầu anh Chun nghĩ nhiều quá, nghe không? Nhu muốn Đạt rủ Nhu đi á. Trời, nói gì đâu mà nếu gì 2-3 lần liên tiếp vậy anh run rẩy gì mà anh nói gì đâu mà. Liệu. Thôi lại đi ra tiếp. Tan ca trở về nhà, Thiện Long chắc chắn rất nóng lòng muốn được chứng kiến ngay tay nghề nấu nướng của cô gái mà anh chàng đang để ý. Hello. Mình bước vào thì mình thấy anh Chun với cả Đạt đang đứng trong đó với Trâm. Mình nghĩ là sẽ có một người con gái nào khác phụ, nhưng mà không, hình như là Trâm làm hết mọi thứ khiến mình kiểu Trâm khá là nice trong những cái như vậy, khá là ấn tượng. Em cũng quên món gì đấy. Ở bên Trâm à? Trời đất ơi. Em chợ đúng không? Mình em đi đâu đúng không? Đó với cả Đạt. Dễ gì mà đi hết đúng một mình em được đúng không? Nhìn phải nghi liền. Mọi người làm em chui lên 8 rưỡi nha. Đi đi. Mấy người mới về nói chuyện hay lắm. Hôm đó anh ngỡ như thiên đường, đôi ta cùng nhau từng nhịp thở. Xuống anh cầm sẵn nhỏ biên cương, giây phút có tăng hoa nên anh chẳng kịp nhớ. Cao trên 1m6 xinh đẹp tự thiên thần, có lẽ Chúa Trời ngày muốn anh vật Ngày hôm nay mọi thứ khiến cho mình cao hứng, bởi vì kiểu lần đầu tiên đã có một người con gái tới chỗ làm và thăm mình cả cái quá trình mà bắt đầu đi làm trước cái giờ. Đã có người con gái tới, mà đặc biệt là Trâm nữa. Cũng kiểu khiến cảm xúc nó có đại loại kiểu rất là lạ, kiểu cảm giác nó rất là lạ, kiểu nếu mà mỗi một người mà kiểu có thiên hướng nghệ thuật như mình thì rất là cảm xúc rất là dồi dào. Nếu mà có thể mà viết một bài nhạc tại ngày hôm nay mà nếu mà có điều kiện thích hợp, nên là ngày hôm nay đúng là công nhận là ngày rất là cao hứng. Yêu em không hề là sai trái, yêu em là bổn phận mà cuộc đời đã đem lại. Muốn con nhỏ tôi say bye bye. Giờ em làm gì nữa? Như xong rồi về. Đi luôn đi, tại vì cái này giờ em nấu nó là xong. Anh đứng đi, anh thay phiên. À bây giờ có gì đâu, bây giờ đồ bếp chỉ bỏ vào thôi mà. Ừ, bỏ gia vị thôi mà, không có gì hết. Trời. Ừ. Nếu em muốn học nấu ăn thì em đừng lại. Anh biết rồi. Trong lúc cùng Phương Trâm chuẩn bị những công đoạn cuối cho bữa ăn thì Quân Đạt bất ngờ bị Bích Nhu kéo ra ngoài trong sự ngơ ngác của chính mình. Em muốn hỏi anh là khoảng thời gian gần đây nhất anh chụp hình selfie cùng với một bạn nữ. Thật sự là anh không nhớ luôn, Nếu mà chụp hình với em gái anh là khoảng cả tệ 2 năm mấy. Một bạn nữ khác ngoài em gái đi, ngoài người thân. Thật sự là anh không nhớ thiệt luôn, tại vì lâu lắm rồi anh không có selfie chung với bạn nữ luôn á. Thế là anh rất là ít tiếp xúc ngại, thật sự. Nhưng mà đối với bạn nữ, ví dụ như là hồi lớp 11 thì là anh thích con nhỏ bạn ở đó cùng lớp, mà nói chung là anh cả nói anh còn không dám nói, đôi khi nhìn còn không dám nhìn. Vậy là mình chỉ thích kiểu đơn phương thôi. Đúng rồi. Bạn gái đó không hề biết là anh có thích bạn. Có biết nhưng mà anh thấy kiểu như mình không nói ra biết rồi kiểu. Bạn cũng lơ. Đúng rồi. Đó vậy đó. Tại vì anh rất là ít chụp hình luôn á. Em nhìn anh chụp hình là anh không bao giờ tự nhiên nổi luôn á. Anh không phải như mẫu ảnh như em đâu thiệt. Anh bị ngại, bị ngượng. Sao? Nhìn em kiểu anh á, em thấy là selfie chắc là nhìn rất là trưởng thành, đứng đắn. Chứ không phải là kiểu ngượng như anh nói đâu. Đừng nói em mời anh đi chụp làm mẫu ảnh nha em. Đâu tại vì á, cái này cũng là điểm yếu trong chụp ảnh là anh không biết tạo dáng luôn, thực sự luôn. Anh chỉ có một kiểu này nè, anh nói thiệt em muốn chụp ảnh có vậy thôi á. Giống như đi làm vậy đúng không? Suốt ngày cứ để vậy. Ai chụp hình hồi đó có trái tim như là anh đưa lên là anh đã thấy ngượng rồi. Ai về trễ về ca? Kẹt xe quá à. Anh đi mệt luôn á. Lên tắm rửa đi, chút nữa. Tắm rửa đi ăn cơm. Nay anh với bé Trâm nấu cơm. Nói chuyện gì vậy? Tâm sự mỏng. Tâm sự mỏng à? Vô chủ đề đi. Vậy em báo cho anh một tin. Đó là sắp có một bạn nữ rất là xa lạ với anh luôn, chuẩn bị chụp hình chung với anh. Sao cười? Có muốn chụp không? Đó, anh thì giờ nói chung là giờ đó anh bình thường, anh tự nhiên rồi. Nói chung là cũng bình thường. Khi chụp thì mình chụp thôi, nhưng mà anh vẫn sượng, thật sự. Anh biết đó là ai không? Bây giờ chỉ có em thôi chứ. Chụp với em thì nói chung chụp bộ ảnh thì nó hơi sượng xíu, anh cũng không biết tạo kiểu, anh thật sự không biết tạo kiểu nha, anh chỉ để vậy thôi. Anh đơn giản thôi, em chỉ anh một kiểu, đúng một kiểu duy nhất là được. Kiểu sao? Anh có thoải mái không? Thoải mái chứ. Em thấy anh hơi run. Tại vì em nhận được một cái thử thách, đó là sẽ chụp hình cùng anh tạo dáng trái tim. Thử thách thì ok. Mà cười ha là sao? Anh thiệt luôn, anh dở lắm á. Em phải chỉ. Từ từ. Đây đúng không? Góc siêu rộng hả? Ừ. Trái tim đẹp chưa ta? Ok, rồi 2, 3. Ủa em biết tao dán kia, anh không biết tao dán. Xong rồi, cảm ơn anh nha. Để em thực hiện xong thử thách của chương trình rồi. Ok. Vào ăn tối rồi. Chúc mừng em không bị phạt nha. Trời ơi làm anh run chết được thiệt. Muốn tim cũng nhảy ra ngoài luôn thiệt em. Nếu mà chụp với một bạn gái xa lạ như vậy thì anh sẽ có cảm xúc như thế nào? Mình chỉ hỏi thử thôi, nhưng mà thật sự là thấy anh có vẻ hơi bối rối và cũng có run nữa. Mặt anh Đạt lúc đó kiểu như là không biết một cái gì hết, giống như bị đưa vào một cái tình thế làm cho ảnh hồi hộp. Thành viên nữ cuối cùng trong ngôi nhà chung đã trở về, và khi bữa tối gần như đã sẵn sàng chờ mọi người xuống ăn thì một nhân vật bí ẩn xuất hiện. Ok, để xíu. Có ăn đó nữa không? Có chồng, là chồng anh sẽ có. Anh vô đi. Ba cái chồng. Mọi người đi thấy nó mọi người. Anh là ba cái chồng gì? Đông đúng không? Anh là ba cái chồng. Chỉ có thể là ăn thôi không? Những cái áo trên dưới đó. 5 phút nữa để xuống nha nó thôi. Ừ, em đi cho nó lắm rồi đó. Thật đáng tiếc khi bữa cơm ngon ngày hôm nay của ngôi nhà chung lại thiếu vắng mất một thành viên là Đinh Đông, vì phải tới 9 giờ tối thì anh chàng mới có thể xong việc trở về nhà. Sao anh Đạt ngồi sao quá vậy? Trời ơi trời. Anh lấy em tới thì kêu em lấy cho nha. Bà kia bà bị ai chọc vậy? Không, này nè. Nói rồi, hồi nãy nấu ăn có nhớ là nói với bé này sao không? Nhớ là nói gì không? Không dùng từ chuyên gia kiểu. Em có thể nói anh nghe nhẹ nhàng được xíu được không em? Nghe sao căng thẳng quá vậy? Em á hả? Ừ. Rất là căng thẳng hả? Rồi. Để em suy nghĩ lại lời nói của em coi. Bé này nói chuyện nó cứ nghiêm túc và kiểu như nó cứ téo téo sao á. Cái giọng điệu nó. Vậy là anh chê á hả? Không phải, kiểu như em hài hước mà em không biết em hài, em hiểu không? Em không biết. Mà em nói vậy nè. Là em hài từ trong tâm em hài ra. Ai làm gì anh Long vậy? Tự ảnh im re, ảnh cứ ngồi ảnh ăn gì, ảnh im luôn. Con bé thì nói câu nào mắc cười của nó thiệt á. Nữa. Hôm nay đi làm có gì vui hả? Nó cứ cười vậy hoài, biết tối làm gì. Không biết ai làm gì ảnh luôn á. Mà bình thường im lặng là đâu có nha luôn á anh. Im lặng là ngậm cái miệng lại á, không có nha luôn á. Nhưng mà lại anh nhai quá trời thì anh nói luôn đi chứ còn cái gì nữa. Anh nói đi, ai ăn hiếp anh? Em chứ ai. cái thằng này nó nói chuyện khó hiểu lắm, mình có hiểu nó làm chi cho nó mệt. Ở chung phòng anh biết mà. Tối về đã tự tâm sự xong. Nhưng mà em có làm gì cho anh buồn không? Không, thiệt. Em rất là vui luôn á. Nó không có buồn đâu, em biết. Nó ngủ mà giữa đêm nó bật dậy bọc gáp lại em biết chứ nó trời ơi chưa. Anh Đạt nói chuyện cũng đúng téo luôn á mọi người. Em mà anh Đạt nói chuyện téo hả? Đúng. Sao anh Đạt cũng bờ rồi em nói chuyện téo luôn. Hợp nhau á. Hợp. Hợp thì phải ship thôi. Thôi ship xong ông này buồn nè. Cái gì vậy? Không phải hả? Mình không biết gì hết. Mình ăn thôi. Hợp mà nó không dứt khoát nè. Hợp. Nhu thì mình nghĩ là cũng có thể để ý đến ai đó nhưng mà mình cũng không biết được đó là ai vậy cả. Không muốn để mọi người biết cảm xúc của Nhu. Cũng có thể là Nhu đang thích ai đó. Mình không biết được. Dạ anh thấy em hợp với ai? Em à? Đâu, anh nói em hợp với ai thì trong lòng em có người đó rồi. Anh nói làm gì? Nói làm gì? Em đâu muốn biết anh nghĩ gì mà. Để anh em... Để biết đâu trong lòng em đang có để, anh thì sao? Tự nhiên cái anh kêu hả? Để anh tài lời phỏng vấn xong rồi em sẽ được xem ở trên. Thôi này em đang hỏi mà. Em thì em coi lại, biết bao giờ mới được coi lại. Lâu lắm. Em lại quên mất câu hỏi này luôn á. Em hợp với anh nhé, em hợp với anh nhé. Nước nổi á mọi người. Em rất là xấu hổ lắm. Sợ sợ. Được chưa, thỏa mãn chưa, thích chưa? Thôi anh bớt sợ ke. Vậy em hỏi nhưng mà em không muốn tin đúng không? Hoặc là trong đầu em giả bộ thử lòng anh thôi. Hoặc là trong đầu của em đáp án là người khác. Đáp án nó nằm trong này. Mình nghi ngờ Nhu và anh Trung. Hai người có cái phong thái ổn định lắm. Cái sự quyết tâm tìm người yêu nó ít lắm, nó không có nhiều. Anh Trung thì mình cũng có test thử vài bài test như kiểu là anh ấn tượng với ai? Anh ấn tượng với em cũng ấn tượng với anh. Anh ngồi với em anh có hồi hộp không? Em hồi hộp nè. Anh cũng hồi hộp á. Cái kiểu mà đớp thính giả trân á. Hai người cũng thính giả trân thì mình thử cũng kiểu giả trân, ảnh thì cũng giả trân thôi, ảnh không có cảm giác là giật mình hay là ngạc nhiên hay gì đó với mình hết. Chắc là cặp đôi bí ẩn rồi đó. Ồ anh Đông mấy giờ về chị? Chị đâu biết đâu. 21 giờ. Vậy là tụi mình đi chơi trước. Xong cái gì kêu anh Đông chạy qua. Ừ kêu Đông chạy qua đó hợp lý. Mà ông hình như đi từ sáng giờ luôn đúng không? Chứ không phải đi nào. Hồi chạy qua kia chắc cắm đầu luôn á. Mệt á. Cắm đầu luôn. Cứ bảo là có cai rồi đó đợi là không có cắm đầu rồi đó. Mọi người có bao giờ ăn cái kiểu như này không? Xong bỏ vô mồm á, ăn cải dao á. Ý là cải dao. Ăn cải dao. Không, ý là bỏ cái dao này nè, xúc này nè, xong rồi ăn nguyên miếng á, mọi người có bao giờ ăn vậy không? Có. Đây ăn thử coi. Em không tin, anh ăn thử em xem. Để anh ăn thử đi. Nè anh ăn thử đi. Không giỡn thiệt á em. Nè, anh ăn thử đi. Chuyện giả mà em ăn nha. Đây. Cẩn thận. Rồi giỏi. Ghê quá sợ con bé. Cái kiểu này mình tự làm được, thật sự. Sợ mọi người. Đừng đâu má. À. Hằng. Tiếp là Hằng. Con bé nó rắc muối á. Cho miếng dưa hấu kìa. Anh ăn kiểu nào? Anh ăn kiểu dao. À, anh ăn kiểu không dao hả? Ok. Arigato. Thử thách của mình đó là đút cho một bạn nam ăn trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Thì mình chỉ suy nghĩ đến việc làm sao cho nó tự nhiên nhất. Thì mình đã chọn cái cách là lấy con dao và tạo ra một câu chuyện cho mọi người. Mọi người đã thử cái việc đó bao giờ chưa? Lúc đó thì chỉ có anh Đạt là ngồi đối diện mình thôi. Nên là cái khoảng cách nó dễ dàng để cho mình có thể đúc được. Anh Đạt cảm thấy là anh Đạt cũng phản ứng nó như là một trò chơi bình thường thôi. Mình cũng nghĩ là cái thử thách của mình thực hiện khá là thành công. Hiện tại thì mình cảm thấy vẫn chưa có một người nào có thể kết nối được với mình một cách sâu sắc. Mọi thứ nó chỉ mới bắt đầu chia sẻ những cái câu chuyện về cuộc sống, về mọi thứ xung quanh. Cũng chưa có đề cập quá nhiều về cái vấn đề tình cảm. Anh Trung thì đang để ý chị Nhu, còn anh Long thì chưa tiếp xúc nhưng mà anh Long để ý trong rồi. Còn hai người còn lại thì mình vẫn đang trông chờ một cái gì đó.